Theo Ngân hàng Thế giới, với 108 nước, chiếm hơn 75% dân số thế giới, hiện được xếp vào nhóm thu nhập trung bình, tức là có thu nhập bình quân đầu người trong khoảng từ 1.136 đến 13.845 đô la Mỹ một người một năm. Việc giải quyết bẫy thu nhập trung bình sẽ là chìa khóa phát triển kinh tế trong những thập kỷ tới. Để một quốc gia chuyển từ thu nhập trung bình sang thu nhập cao, quốc gia đó cần thực hiện chiến lược 3 bước. Đầu tiên là mở rộng đầu tư. Đây là bước quan trọng. Đến khi lợi nhuận đầu tư bắt đầu giảm, thì nền kinh tế cần chuyển sang giai đoạn tiếp theo là tiếp nhận, tức là áp dụng công nghệ nước ngoài và phổ biến khắp nền kinh tế. Và đến khi nội lực sẵn sàng, thì chuyển sang giai đoạn cuối là sáng tạo để đóng vai trò lãnh đạo và trở thành nhà sản xuất toàn cầu. Ngân hàng Thế giới chỉ ra Hàn Quốc là ví dụ về một nước đang phát triển trước đây đã sử dụng chiến lược này để thành công đạt được trạng thái thu nhập cao. Ba Lan và Chile cũng đang đi theo chiến lược này của Ngân hàng Thế giới. Ba Lan tập trung vào việc nâng cao năng suất với công nghệ du nhập từ Tây Âu. Chile chuyển giao công nghệ nuôi cá hồi Na Uy và thích nghi nó với điều kiện địa phương để trở thành một trong những nhà xuất khẩu cá hồi hàng đầu thế giới. Các nước thường rơi vào bẫy thu nhập trung bình khi đạt GDP bình quân đầu người khoảng 8.000 đô la Mỹ mỗi năm. Trong 30 năm qua, chỉ có 34 nền kinh tế có thu nhập trung bình đã chuyển sang thu nhập cao.